Võ Lâm Channel xin kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và để tiếp nối chương trình series Võ Lâm Bữa Chuyện thì hôm nay Cú Phèo sẽ gửi đến các bạn phần chuyện 132 trong series này. Mong rằng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị và các bạn. Và mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật là thoải mái. Cũng like và chia sẻ giúp cho Cú Phèo. Sau đây, mời các bạn cùng đến với phần chuyện này. Vâng, chúng tôi chia tay Đà Nẵng, đi một mạch ra Hà Nội. Vừa tới nơi thì ba chị em nhà Như Hương được Hải Gióng tống tiễn về nhà người quen ngay tức khắc, để anh em ra trang tiện đường khám phá đất Hà Thành. Chúng tôi kéo nhau ra Hồ Gươm ngắm tháp rùa. Hôm ấy là ngày 21. Hải Gióng nhắc lại điển tích 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi để nói về công hộ giá cứu chúa của Lê Lai. Cơ mà Cường Lé bảo dân gian đồn đại là thế, nhưng theo sử sách ghi lại thì Lê Lai quả là có đóng giả Lê Lợi để phá vây thật. Cơ mà ngài không chết trong lúc ấy, mà mãi tận về sau này ngài mới chết. Vâng, nói đến Cường Lé, anh Cường Lé nhân tướng khác người, mặt khỉ tai chuột. Anh Hoài Linh hay bảo rằng là nhìn Cường Lé giống Tôn Ngộ Không sinh thiếu tháng. Tính anh Dương hay thích cùng Hải Gióng bêm đều lịch sử nước nhà. Mấy bận anh để mồm đi chơi hơi xa nên bị triều đình bế lên hỏi tội. Vợ anh mỗi lần như thế phải tốn khoảng 5 giật vàng ta để mang anh về. Chúng tôi lần la làm quen được với một anh đang ngồi câu cá bên bờ hồ. Chồng anh ăn mặc cũng khá luộm thuộm, nên anh em ra trang đoán rằng anh là người ở quê lên đây làm việc, chiều chiều câu cá cải thiện. Cơ mà bọn tôi thấy gần nơi anh ngồi câu có cái biển cấm câu cá. Thắc mắc hỏi thì anh bảo méo xào đâu, hồi giờ anh ngồi đây câu chưa bị ai hỏi thăm cả. Nhẹ cá Hồ Gươm cũng thuộc diện đói ăn, nên tôi thấy cá cắn câu lìa lịa. Đột nhiên trước cần anh cong cọp phao chìm nghiệm, anh Dương xì xào: "Lịt mẹ, cá to, cá to vãi lờ." Anh cần thủ bặm môi cong đít quấn dây câu, cơ mà có vẻ như không phải là cá mà là một ông rùa, hay nói đúng theo ngôn ngữ người Hà Nội hay gọi là cụ rùa Hồ Gươm. Đờ cẩm mơ, anh cần thủ câu được cụ rùa các bác ạ. Thật ra thì Hải Gióng bảo rùa thì phải có mài cứng mới gọi là rùa, con này là con giải, họ hàng với con ba ba. Anh cần thủ bảo: "Các bác hộ em phát, tối nay em làm món ba ba om chuối đãi các bác." Anh Dương nhặt được đầu một đoạn sắt người ta đổ trụ công trình còn dư, lội xuống hồ, căn chỉnh vị trí, bập mạnh xuống nước. Cụ rùa thủng mai, máu lan đỏ một góc hồ, ngảo ngon. Anh cần thủ bấm điện thoại, thét vợ mua chuối đậu, mần thịt ông rùa. Lúc đang kéo ông lên, thì mấy anh trật tự kéo ra, tóm cổ cả bọn, vì tội dám giết cụ rùa. Bọn tôi lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Anh cần thủ bị mấy anh dân quân đánh ộc mẹ rượu ra ngoài. Anh lắp bắp bảo: Bố mày là cháu Đức Trung, đương đương kim ủy viên trung ương." Rồi anh móc đầu ra một cái kim bài. Mấy anh dân phòng thấy thế ớ, rồi vứt ông rùa lại, lướt mẹ đi. Lại nói anh em ra trang mỗi người mua một ổ bánh mì, lập mưu hèn kế bẩn ra Bờ La Gia ngồi gặm, vốn là để tận dụng hơi máy lạnh tỏa ra từ siêu thị, chứ Hà Nội mùa hè thì nóng bể đầu các bác ạ. Anh bảo vệ đoán được mưu hèn của bọn tôi, chửi như phá mà. Hải Gióng lão anh hùng nghe chửi thì bật lại vài câu. Anh bảo vệ muốn động binh liền sổ ra một tràng thổ ngữ Nghệ An, tôi nghe mà méo hiểu gì. Nhưng người ta thì lờ đi thì hay, cơ mà hôm mấy lão anh hùng lại méo chịu lắng, co cẳng đạp một phát ngay bụng anh bảo vệ. Thế là loạn mẹ nó lên, anh bảo vệ chu chéo một tràng thổ ngữ thì ngay lập tức
cánh xe ôm, taxi gần đó xông vào. Anh Dương hiểu cơ sự này là hỏng mẹ rồi, liền vội chui vào bên trong Plaza để trốn, cơ mà có vẻ như bị lộ. Anh giả vờ ngơ ngác như là khách đi siêu thị, hé mắt nhìn ra bên ngoài thì bị một ông chụp đầu lôi ra. À, mi đấy rồi tổ chá mi, anh em nghe án mô rồi. Anh Dương bị lôi ra, ăn đòn sấp mặt lở. Hải gióng lão anh hùng và anh em gia trang chạy mất dép, méo biết nơi nào luôn. Anh Dương cũng vùng vằng dậy chạy, cơ mà anh méo may mắn lắm. Anh lao qua cái nhà toàn lốp xe và bình cứu hỏa, rồi lao qua một cái sân và bị ngáng trần ngã. Tóm lại anh Dương chạy qua bờ la ra, bị ngáng trần ngã thì chúng nó đè anh ra, đấm cho thấy mẹ. Anh Dương bị chúng đánh bằng tuyếp sắt, với gậy, với đéo gì, bò lê bò cảng, cơ mà vẫn vùng vằng chạy ra được. Anh Dương được cái chạy thì nhanh, hoặc chúng nó cũng méo muốn đánh thêm, vì anh ăn vài cú vào trán, máu đã bè bét. Anh chạy lại một hơi, dễ đến 3 km, vào một quán khuất nẻo, lau máu, gọi một chai bia với đá để chườm. Anh chủ quán dòm anh Dương và hỏi: lại mới đi đập chắc hả? Anh Dương sợ giật thoát mình, vì người Nghệ An gọi đánh nhau là đập chắc. Khi định thần lại và biết chắc chắn anh chủ quán và bọn kia không phải là đồng bọn, anh Dương mới lại dùng đá chưởng khắp nơi. Anh kiểm tra lại thì răng méo gãy, xương méo gãy, túi còn tí tiền. Anh vẫy xe thành dã một phát về Hồ Gươm nằm ghế đá. Kệ mẹ Hải Gióng lão anh hùng và đám dị nhân, loanh quanh toàn dân Nghệ An là méo ổn. Lịch mẹ hùng dữ quá, anh thầm nhủ. Lại nói, số anh Dương bá nhọ, khi không Hải Gióng đi cả nhau, cuối cùng anh là người bị đập. Anh ôm đầu máu, phi một mạch về lại công viên. Đồ đạc thì gửi cả nhà người quen Hải Gióng rồi, nên cũng không lo ngại lắm. Anh nằm lên ghế đá, co cẳng ngủ, mặc kệ bọn ruồi đánh người thấy mùi máu, bu lại đặc kín. Có cụ bà dắt chó đi ỉa, thấy có một thằng gầy trơ xương nằm quắt keo trên ghế đá, ruồi bầu kín đầu, thì thất kinh hồn vía. Bà vừa chạy vừa be be lên rằng: có thằng nghiện tiêm phiện bị sốc thuốc trên nhe cả hàm. Người xung quanh nghe thế thì hiếu kỳ, vội tới xem. Quả thật là có một người đang nằm mà ruồi thì bâu kín đầu. Chỗ này khuất, chắc là nó chết lâu rồi nên ruồi bâu kín đậu, một khán giả U50 phì phào. Rồi tiếp đó là một giọng nữ lanh lảnh: thôi thôi, mấy ông mấy bà ơi, người ta chết thì cũng đã chết rồi, liệu liệu đi báo công an. Rồi thì mấy anh công an khu vực được báo tin cũng lóc cóc vác rủi cui chạy tới. Chứng kiến tình hình, một anh bảo: cái này phải gọi lên cho bên trọng án đội hình sự, phong tỏa hiện trường rồi cử pháp y xuống. Các anh răng dây phong tỏa khu vực, dân tình thì càng ngày càng súng đèn súng đỏ. Lúc này đám người chúng tôi cũng vừa về tới, cũng hiếu kỳ chen chân đứng xem. Tầm 10 phút sau thì tổ trọng án cùng nhóm pháp y cũng tới. Các anh tổ trọng án vội lật sổ, vừa đọc vừa ghi: quan sát hiện trường cho thấy không có dấu hiệu nào giằng co, nghi là nạn nhân chết vì sốc thuốc. Các anh pháp y lật tay lật chân, vạch mồm anh Tẩm Dương, bảo: cơ thể nạn nhân vẫn còn ấm, thời điểm tử vong chưa lâu. Rồi một ông vặt mắt anh Dương ra thì chợt thấy con người động đậy, rồi thì mắt nhấp nháy. Anh Dương bật dậy, rồi nhạng bay kín trời. Mấy anh hình sự pháp y và cả đám khán giả đứng hóng chuyện, mặt cắt không còn hột máu, là hét té chạy. Anh Dương nửa tỉnh nửa mê, méo hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy mọi người vừa chạy vừa la hét thì bất giác anh cũng theo phản xạ, cũng chạy theo. Đám người vừa chạy thì vừa la hét: quỷ nhập trang, quỷ nhập trang bà con ơi. Các anh hình sự sau một phút hoảng hốt thì lấy lại bình tĩnh, quay lại
tóm cổ anh Dương. Mẹ té ra ông tướng bị phang tóe máu đầu, nhưng tiếc tiền không chịu mua bông băng để băng lại, rồi ruồi nhặng đánh hơi bầu vào, lại ngủ quên, thành ra người ta tưởng có xác chết. Mấy anh hình sự với cả đám nhà báo cứ lịt con mẹ nguẩy nguậy. Cơ mà trong cái rủi lại có cái may, anh Dương nhờ mấy anh pháp y sát trùng rồi băng dùng lại quả đầu. Mấy anh hình sự thì lỡ đã tới đây rồi, chả nhẽ lại chả có việc gì làm, mới bảo anh Dương dẫn tới chỗ lão bảo vệ đánh anh. Tội cho ông lão bảo vệ bị bế về đồn, ăn cái biên bản đóng phạt nhẹ cũng khá nặng, nên lúc thấy ông đi ra ngoài mặt cứ ngơ ngơ như người mất sổ gạo. Đờ cờ mờ, lúc đấm nhau tí ông nào cũng có phần, đến khi bị triều đình bắt nộp tiền thì chỉ một ông chịu, các ông khác thì lặn hết. Nhẹ họ nghĩ, bỏ mẹ, chắc đụng nhầm người nhà ông lớn nào rồi, có cả hình sự hộ tống cơ mà. Anh Dương xong vụ đó thì chửi bọn tôi như phá mả, rằng thì là mà anh em như cục cứt, thấy anh em bị đánh méo ông nào vào can mà lại chạy sạch. Rồi thì lần này anh em dí bùi thèm chơi với chúng tôi nữa. Hải Gióng vuốt đuôi anh bảo, đường sinh tử thì hồn ai nấy giữ mày ơi, thôi tí chiều anh đãi chú bữa rượu mận được chưa. Anh Dương nghe rượu mận thì cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn giữ thêm bảo, mẹ, lần sau mà còn thế là em nghỉ bác già thật đấy, được cơ mơ tí nữa thì chết. Sau đó Hải Gióng dẫn chúng tôi về nhà người quen của bác ở khu phố cổ. Lại nói anh Dương lúc này gia tài còn nhõn cái quần sóc với cái áo thun, người thì thối nhũn ra, thế là méo được. Hải Gióng ném túi đổ cho anh, giục anh đi tắm. Anh Dương ngáp dưỡng sinh lấy khí rồi uể oải lâm bồn, người thư thái ra tí chút. Anh Dương lại miên man nghĩ vẩn vơ, gần 40 có vẻ như xương cốt thoái hóa, ngang với sự đồi trụy đạo đức của giới trẻ. Tuy rằng anh vẫn chắc và ặc ăn vẫn siêu bền, cũng tại bởi lười và u lì một chỗ, đời anh chán như chó ngáp ruồi, ngậm ngùi như buổi bồ lão. Trước ngày lên đường ra Bắc, anh bị một trận tiêu chảy gần chết, mà nguyên nhân chính lại là do thằng Hitler dở mưu hèn. Đến chiều thì bọn tôi được Hải Gióng chiều đãi bữa rượu mận y như lời đã hứa. Bác Hải dắt xe chở anh Dương đi mua. Cơ mà chiếc Charlie bé tí tẹo nên anh Dương ngồi đằng sau, trông tủi thân méo chịu được. Đèo mẹ, các bác cứ hình dung một con chó bị nhốt trong giọ chở đi bán như thế nào, thì bộ dạng ngồi trên cái xe Charlie của anh Dương nó cũng y như thế. Tủi thân hơn nữa khi đồng hành cùng anh Dương là ở đầu con xe Charlie ngoe nguẩy cái dây xích dùng để khóa chống trộm, trông tạo hình méo thể chịu được. Gần đến quán thịt cầy thì rời mưa to, Hải Gióng cứ nhè ổ gà mà phi trò sướng máy. Bọn hai bánh, bốn bánh ào rẽ ra hết, cả kèm với ánh mắt ngưỡng mộ của một lũ chủ nhân. Phải cái khổ thân anh Dương ướt từ răng đến dái, bạn đồng hành của anh cũng chẳng khá khẩm hơn, có khác chăng là từ dái tới răng. Bọn tôi đánh chén một bữa ê hề rồi lăn ra ngủ tới sáng. Vâng, trên đây các bạn vừa đến với phần 132 trong series Võ Lâm Bựa Chuyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đợt này mình hò khá là nhiều nên là đọc truyện rất là khó, mong anh em sẽ hết sức thông cảm. Vâng, sau đây xin tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả các bạn ở những phần truyện tiếp theo.